Theo huấn luyện viên Pep Guardiola, sự vươn lên của các câu lạc bộ sau D-League khiến thị trường chuyển nhượng cầu thủ thay đổi đáng kể. Guardiola cho biết ông không hề muốn để tiền vệ Riyad Mahrez chuyển tới Al Ahly, nhưng Manchester City không muốn giữ cầu thủ nào muốn ra đi. Mahrez đã nhận được một lời đề nghị không tưởng từ Saudi, nên chúng tôi không thể ngăn cậu ấy, Guardiola nói hôm 28 tháng 7. Dĩ nhiên chúng tôi muốn Mahrez ở lại, nhưng cậu ấy không vui khi không được chơi trận chung kết cấp FA và Champions League. Tuy nhiên giữa Manchester City và Mahrez luôn có sự tôn trọng lẫn nhau, dù có lúc thăng trầm. Mahrez đã rời Manchester City để cập bến Al Ahly với phí chuyển nhượng 39 triệu đô la Mỹ, và anh sẽ nhận mức lương khoảng 32 triệu đô la Mỹ mỗi năm, theo Goal. Mức đãi ngộ của Mahrez ở Arab Saudi cao hơn vài lần so với thu nhập tại Manchester City. Tiền vệ 32 tuổi cũng không còn cạnh tranh được vị trí chính thức với Bernardo Silva, nên ký hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ Saudi League. Guardiola nói Manchester City sẽ cố gắng tìm kiếm cầu thủ thay thế Mahrez, nhưng ông biết điều này không hề dễ dàng. Không thể tìm được cầu thủ nào có phẩm chất giống Mahrez, khi cậu ấy luôn giữ được sự điềm tĩnh trong mọi tình huống, ông nói. Khi được hỏi về sự vươn lên của Saudi League, Guardiola cho rằng đây không phải là mối đe dọa với bóng đá châu Âu, mà là thực tế. Họ muốn tạo ra một giải đấu mạnh và đang làm điều đó, huấn luyện viên người Tây Ban Nha nói. Tôi không biết họ có thể duy trì điều này trong bao lâu, nhưng có nhiều cầu thủ muốn sang đó chơi bóng. Mới đầu năm, chỉ có Cristiano Ronaldo tới Saudi, nhưng giờ giải đã có nhiều ngôi sao. Giới chủ các đội hàng đầu Saudi League đang tích cực chiêu mộ những ngôi sao châu Âu bằng phí chuyển nhượng lớn và mức lương cao gấp nhiều lần. Ngoài Ronaldo và Mahrez, Saudi League còn có Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho, Al-Ittihad, Roberto Firmino, Alan Saint-Maximin và Edouard Mendy, Al Ahly, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergei Milinkovic-Savic, Angelino, Marcelo Brozovic, Alex Ten, Sadio Mane, Al-Nassr, hay Jordan Henderson và huấn luyện viên Steven Gerrard ở Anetifak.